Ê, xin chào mọi người, hôm nay em sẽ lên một con đực trai thanh lý nhá mọi người nhá. Đây, bảng màu này mọi người này. Con này thì là hơn 5 tháng tuổi này. Sáng nay thì khách em có mang xuống để đổi lại bé khác, bởi vì con này là bị lỗi một cái mọi người. Thế là hôm nay em sẽ làm video đăng thanh lý luôn. Con này thì hiện tại là nó hơi gầy đấy, anh cứ test bình thường đi. Phải giữ chặt đấy, còn nó con này nó thằn kéo hết rẻ đi. Thần kinh nó căng lắm. Hiện tại là bây giờ con này được tao nó tầm 16-17 cân nhỉ. Khung nó cao dài lắm, mới hơn 5 tháng thôi. Tính theo tuổi của người thì nó dao động vào khoảng bọn trẻ học lớp 7, lớp 8 thôi nha mọi người nhé. Nên là bây giờ về thì các anh cũng không sợ là nó giữ khó, mình khó làm quen đâu. Anh ấy mới mang số sáng nay đổi mà bọn em bây giờ là vẫn chơi với nó các thứ bình thường luôn này. Gầm con này là màu đen, có tí rải trắng ở trước ngực nhá. Anh ấy cũng đi làm suốt nên là ở nhà vợ chăm ấy cũng không chăm được, nên là nó cũng gầy. Đây là cái bộ khung của nó đấy. Mọi người nhìn nó, chân nó dài lắm. Dài người trường chó kinh khủng luôn. Mà nó ham đồ nhá. Đấy. Tầm này thì các anh về nuôi trong vườn, trong nhà thoải mái luôn. Mình kiểu như mình nuôi nuôi chơi bình thường ấy. Đợt vừa rồi có rất là nhiều anh hỏi em là có con một cái hay không, bởi vì anh không nuôi để phối nên là mua con hai cà về, đến lúc lớn lên nó lại đi theo con, nó hay theo con, nó hay động được cái mọi người thì nó thường hay đi theo con cái. Rất là nhiều anh bị mất con chó đực ở trong cái đoạn thời gian mà mùa chó xa lơ luôn, nó toàn hay đi tìm con cái, thế là bị mất luôn. Đây là cái con một cà này về anh đỡ phải mang đi thiến. Đấy. Cắn rách hết rẻ của bọn chó con luôn rồi. Thường anh nói về cái vấn đề một cà, mọi người thường thấy là không biết là có nhiều anh ấy bảo, cũng có bảo là nó không sinh sản được, cũng có trường hợp như thế mà có trường hợp nó vẫn sinh sản được bình thường nhá. Chỉ là bình thường là nó là có hai cà đúng không mọi người, nhưng bây giờ nó chỉ có một cà thôi, có nghĩa là nó bị ít hơn thì kiểu như là nó sẽ không, đương nhiên nó cũng không đảm bảo bằng, nó chất lượng nó cũng sẽ không bằng khi mà những cái con có hai cà thật. Nhưng mà có con thì nó vẫn sinh sản, nó vẫn nhảy, nó vẫn phối được bình thường nhá. Một ví dụ là ở trại em trực tiếp luôn. Năm trước thì có anh ấy bắt một cặp ở trong Sài Gòn. Cũng lớn lên thì mới phát hiện là có một cà mọi người. Lúc đấy anh ấy nuôi quý quá và con đấy nó đẹp, thế là anh cũng không đổi nữa. Mà vẫn phối với con cái của anh ấy, đẻ 10 con luôn mà một cà. Đấy là một trong những cái ví dụ là khả năng nó vẫn sinh sản được bình thường nhá, chứ không phải là em nói là 100% một cà nó vẫn phối, vẫn lấy bình thường được. Đây, yeah. Em sẽ bán giá mềm thanh lý cho mọi người luôn nhá. Đối với con này, đấy, đẹp luôn. Nuôi trong nhà, trong trang trại luôn. Đấy, nó cao lắm này. Làm sao ôm được. Đấy, khung nó làm con này, cái quay này nó 1m2, nó nhảy, nó bật tường qua cái tường rào, con này nó bật qua cái tường rào 2m là chuyện bình thường. Ngồi xuống ạ, ngồi xuống. Đây, yếm đây này. Cao nó dài kinh. Đấy, hôm nay nó anh ấy mới mang xuống để đổi này. Mà bọn em sờ các thứ bình thường luôn này. Tầm này nó vẫn nhận chủ rất là nhanh luôn, nó không phải kiểu bọn chó nó hơn 1 tuổi rồi. Nghĩa là thể xác to lớn nhưng mà tâm hồn vẫn là trẻ con. Thì nó vẫn là bọn trẻ mà, bọn này nó vẫn trẻ con luôn. Đâu? Nó vẫn sinh sản được đấy. Đây, hàng họ vẫn bình thường. Nhìn này, cao đây này. Đấy. Bố nó nhìn cao, bằng vai của mình nhỉ. Cao hơn cả cái quay 1 mét của mình luôn này, con này 5 mình tháng rưỡi mà nó cao thế nhỉ? 75 mà nó cao gần bằng vai thế này. Đây phải lùi sang đằng sau để mọi người nhìn. Đấy. Ờ, anh nào thích bé này thì liên hệ cho em để đón bé này về nhà mới nha. Đây, lưng đây ạ. Rồi, xin chào mọi người.